Bạn này hỏi tôi 4 câu, tôi xem 2 câu dưới, bây giờ tôi xem từ câu đầu. Thực ra là rất nhiều người hỏi, nhưng mà vì nhiều khi hỏi những câu nó vô nghĩa mất thời gian thì tôi không trả lời. Tại sao vô nghĩa mất thời gian? Ví dụ bạn hỏi sinh năm này vận hạn ra sao, có bạn hỏi sinh năm này vận hạn gì, dùng linh phù gì, tôi bảo lấy cuốn sách lịch mà tra cả nhà, nhưng mà lại tiết kiệm 100.000 không muốn tra, muốn tôi tư vấn, tôi lại mất công tôi đi vào. Muốn tôi tư vấn, tôi lại mất công tôi đi vào một trang ngọc của tôi chụp linh phù cho, nhưng mà thế là xong, họ cũng chả nói gì nữa. Thế thứ nhất là họ mất thời gian, tôi mất thời gian, mà toàn những cái câu vô nghĩa mình có thể tra cứu được, các bạn hình dung không? Nên là nhiều người hỏi những cái như thế, dần dần là tôi không muốn trả lời, mặc dù là mình thì vẫn muốn tư vấn cho khách, nhưng mà những thứ nó rất đơn giản, các bạn có thể tự làm được, đúng không? Tại vì cái mong muốn của tôi không phải mỗi là tư vấn để kiếm tiền như các thầy dân gian. Cái tôi mong muốn là các bạn biết nhiều hơn để tránh lệ thuộc vào các ông thầy, đỡ bị dọa dẫm, đỡ bị các thầy bà dân gian dọa dẫm. Đấy là cái tôi thực sự tôi mong muốn các bạn. Đó là lý do khi bạn hỏi. Mà trong sách có thì tôi rất muốn bạn mua sách. Nó rất rẻ tiền đúng không? Mất có mấy trăm nghìn. Đắt lắm thì cái cuốn bí mật của tôi, tại vì bí mật mà, thì mình mới bán 1,2 triệu. Còn mấy cuốn sách có mấy trăm mà còn tiếc không dám bỏ ra đầu tư để nghiên cứu, cứ đi hỏi làm cái gì, đúng không? Trong khi mình mất một ít, mình có rất nhiều kiến thức. Các bạn hình dung không? Cái tư vấn của tôi muốn là các bạn hỏi những cái câu hỏi thực chất như bạn này này. Hỏi những câu hỏi thực chất, có tư duy, có chiều sâu. Thì lúc đấy tôi rất muốn trả lời, tại vì tôi trả lời thì là không chỉ có lợi cho bạn ấy, mà rất nhiều người xem người ta cũng có lợi theo. Chứ bạn hỏi mỗi cái câu là em sinh năm này hạn gì hạn kia thì trả lời em thì cho mất thời gian, đúng không? Nên là mục đích của tôi là muốn mọi người hiểu nhiều hơn, tránh những cái sai lầm trong dân gian, những kiến thức sai lầm của thời Bắc thuộc. Nên là tất nhiên là chính vì thế là ít người follow tôi, ít người theo dõi tôi cũng không sao cả, tại vì là khách hàng thì họ muốn sướng, họ thích được rót mật vào tai, họ thích được nói cho khoái lỗ nhĩ, rồi sau đấy lại bị dọa như các thầy dân gian, đúng không? Họ không cần tìm hiểu nguyên nhân, cứ dọa là sợ, cứ khen là sướng. Còn tôi thì tôi phân tích kỹ cho mọi người, thì thường mọi người không thích nghe sự thật, nên là cái người follow tôi rất là ít. Tuy nhiên không sao cả, bởi vì mục đích của tôi từ năm 92, khi tôi xác định cái mục tiêu mình đi học phong thủy ở nước ngoài, là tìm cái cốt tủy nhất, cái chính xác nhất để về giới thiệu lại cho mọi người. Nên là cái mong muốn của tôi là tôi chia sẻ kiến thức, chứ không phải mục đích tôi đặt ra là tôi đặt, chứ không như dân gian là đặt nặng cái kiếm tiền, còn tôi là đặt nặng cái chia sẻ kiến thức cho các bạn. Nên là chia sẻ kiến thức thì tất nhiên là ai quan tâm kiến thức thì người ta mới theo dõi, đúng không? Thôi bây giờ tôi không nói nhiều nữa, tôi vào cái câu hỏi chính. Một người mà bị mất tích mà gia đình không tìm thấy, chắc ví dụ cái cô gì đấy, Như Như gì đấy, tôi không nhớ nhá, có thể họ đã chết đâu đó hoặc vẫn còn sống, mà gia đình lập ban thờ người đó thì dùng bộ linh phù tuẫn táng bên thầy có khai quang riêng người đó, thì đo tầm long phát hiện người đó còn sống hay chết. Thực ra không, các bạn đừng, bạn này thì hơi nặng nề vào cái bộ, đang quan tâm đến bộ tuẫn táng của tôi nên bạn toàn hỏi về tuẫn táng, nhưng thực ra là vấn đề này không phải mỗi tuẫn táng, mà tôi phải lý giải để các bạn hình dung về tâm linh, vì cái chuyện này nó không đơn giản. Tại vì là những cái chuyện tâm linh ấy, mình ví dụ bạn học tôi hoặc là bạn cũng là một người hành nghề trong tâm linh nhá, những cái việc tâm linh ấy làm mà không có sự phối hợp với gia đình thì rất khó, nên là tôi sẽ cắt nghĩa cái câu hỏi này của bạn. Tôi đang định hướng dẫn chi tiết thì mới phát hiện ra câu hỏi của bạn ý là đi hơi sâu vào hóa sinh cơ, nên là tôi chỉ nói qua như thế này để các bạn hình dung. Để gọi hồn một người đã chết về mộ, các bạn hình dung không? Các bạn nên nhớ là người ta hay nói là ba hồn bảy vía, đúng không? Các bạn có thể gọi hồn về mộ hay không, và bạn ấy hỏi qua nhờ cái bộ linh phù này,
Thì tất nhiên là nếu với một người chết gọi về mộ thì đặt cái này và mộ gọi về rất là đơn giản các bạn nhé, hoàn toàn có thể được, hoàn toàn có thể được. Còn câu hỏi của bạn là với cái người mà không biết chết giống như kiểu Hải Như, gọi về được hay không và có thể hiện ra được hay không, thì cái này như tôi có nói là một là phải thực sự có người nhà. Cái này là các bạn nếu các bạn học sinh cơ thì các bạn sẽ làm được. Cái khóa sinh cơ thì hiện nay là tôi chưa đưa lên mạng, nếu học các bạn có thể làm được. Các bạn hình dung là cái phần hồn này muốn gọi được về, và để biết là người này sống hay chết thì phải có gì ạ, phải có sự hỗ trợ của người nhà. Tại vì sao? Vì các bạn sẽ phải đến cả nhà, các bạn đo ở bàn thờ gia tiên, các bạn kiểm tra cả bàn thờ gia tiên, và sau đấy làm cái mộ giả. Các bạn lấy cái cốt, các bạn làm cái mộ giả, các bạn gọi về, lúc đấy cũng sẽ biết được là còn sống hay không. Thì do là cái việc gọi hồn này các bạn này, để tôi mô tả thêm cho bạn hình dung. Vì cái hồn này này, nếu mà xét dưới góc độ của y học hiện đại, nhiều khi người ta sẽ gọi là những cái, với một người đang sống nhé, tôi đang nói với người sống, người ta sẽ gọi những cái triệu chứng như tâm thần phân liệt rồi thần kinh các kiểu. Tuy nhiên trong lĩnh vực tâm linh thì đấy là bị ảnh hưởng của ba hồn bảy vía đây, đúng không? Hoặc là có bạn thì còn thắc mắc cái câu nói của tôi là dân gian bảo nữ chín vía đấy, thì cái 7 hay 9 nó là lý thuyết các bạn nhé, là các bạn cứ đi tranh luận vào những cái nó tiểu tiết, nó không đâu vào đâu cả. Thì cái này như tôi nói là ở khóa sinh cơ tôi mới nói, tôi không nói ra ngoài được đâu, nên là cơ bản các bạn có thể hình dung là có thể gọi về được với cái người đã mất. Ví dụ như đơn giản giống cái clip trước tôi nói với bạn, ví dụ liệt sĩ mất xác không tìm thấy mộ thì đặt cái bộ linh phù này vào, hoàn toàn có thể gọi về được các bạn nhé. Còn những trường hợp mà không biết sống hay chết thì phải phối hợp với người nhà, nói chung rất nhiều công đoạn thì vẫn có thể xác định được. Để nói tóm lại ngắn gọn như thế.